Bonnie Vlog xin kính chào quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị đã xem video. Nếu thích xin đừng quên like, subscribe, ủng hộ Bonnie nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Sau đây tôi xin cập nhật vụ tướng Flynn, Ủy ban Tư pháp tiếp tục điều tra nhân chứng số 1. Cựu Phó Tổng trưởng lý Rod Rosenstein hôm nay đọc bản tin mới nhất từ Fox. Tôi rất vui. Tôi đã vui khi tướng Flynn được minh oan. Tôi đã vui khi thấy Tổng trưởng lý Barr rất cương quyết ông còn yêu cầu tiếp tục điều tra xem ngoài Flynn còn những cộng sự nào của Tổng thống Trump bị FBI gài bẫy. Tôi đã bật cười khi đọc Tổng thống Trump tweet. Quý vị đã rất thích thú khi điều tra tôi. Bây giờ thì đến phiên tôi nhé. Vâng, đây là cuộc điều tra về cuộc điều tra của Mueller, nghĩa là điều tra lại. Tại sao lại có vụ Mueller điều tra? nơi điều trần Ủy ban Tư pháp Thượng viện, người đầu tiên được mời là nhân chứng là cựu Phó Tổng trưởng lý Ross Rosenstein, thời gian thứ tư ngày 3 tháng 6 năm 2020. Và đây là những câu trả lời của Rosenstein. Thứ nhất, ông sẽ không ký lệnh gia hạn cho phép theo dõi chiến dịch của Tổng thống Trump nếu như ông biết được có những sai trái xuất phát từ FBI. Tuy nhiên, để tự bảo vệ... Rosenstein nói rằng mọi đơn xin đều có vẻ rất hợp lý. Thực tế, qua những phát hiện của thanh tra Bộ Tư pháp vào năm 2019 thì FBI không tuân theo các thể thức và đó là những lỗi đáng kể. Thứ hai, Rosenstein nói một trong những vấn đề quan trọng nhất trong suốt thời gian ông làm việc tại Bộ Tư pháp với tư cách là phó tổng trưởng lý là cuộc điều tra về các chương trình ảnh hưởng bầu cử của Nga. Thứ ba, Rosenstein bảo vệ cách thức ông giải quyết công việc, bao gồm cả việc bổ nhiệm luật sư đặc biệt Robert Mueller. Thứ tư, Rosenstein, tôi đã quyết định rằng việc chỉ định một luật sư đặc biệt là cách tốt nhất để hoàn thành cuộc điều tra một cách hợp lý và thúc đẩy niềm tin của công chúng vào kết luận của mình. Xin được nhắc lại, vào tháng 5 năm 2017, Rosenstein đã ủy quyền cho Mueller thăm dò mọi liên kết hoặc sự phối hợp giữa chính phủ Nga và các cá nhân liên quan đến chiến dịch của Tổng thống Donald Trump, mọi vấn đề phát sinh hoặc có thể phát sinh trực tiếp từ cuộc điều tra và bất kỳ vấn đề nào khác. Trong những phạm vi đó, đó là cản trở luật công lý. Nhưng bạn ghi nhớ vào cuối tháng 8 năm 2017 của Rosenstein đã sửa đổi. Theo đó, Rosenstein đã không ngần ngại ủy quyền một cuộc thăm dò vào nhóm Trump vượt ra ngoài các nỗ lực can thiệp chung của Nga. Những nhân vật sẽ được mời từ cựu giám đốc FBI James Comey, cựu phó giám đốc FBI Andrew McCabe, cựu giám đốc tình báo quốc gia James Clapper, cựu giám đốc CIA John Brennan và cựu phó tổng trưởng lý Seliget và những người khác. Nhìn khuôn mặt cựu phó tổng trưởng lý Rosenstein, tôi hơi ngậm ngùi vì đau nên nổi vì Tổng thống da đen Obama được nhóm quyền lực ngầm Lancer đưa lên đã khiến nhiều người Mỹ da trắng thân bại danh liệt. Bọn họ tự nguyện hay bắt buộc phải cộng tác với Obama để triệt tiêu chính quyền Tổng thống Trump. Không biết được. Dù Rosenstein nêu các lý do để tự biện hộ, nhưng ai cũng biết họ đã thông đồng với nhau để nhắm mắt bỏ qua vài luật lệ để biến cái bất hợp pháp thành hợp pháp. Tôi muốn nói, từ một hồ sơ giả mạo mà FBI dám phù phép để xin lệnh pha xa và theo dõi chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump. Hôm qua, Obama còn đăng một bài viết được truyền thông cánh tạ tung hô như thần tiên giáng thế, ban cho công thức bí mật của trời, giúp nhân loại có thể thành công. Trong bài, Obama lập luận 3 điểm. Thứ nhất, ông ta kêu gọi mọi người dân cần tiếp tục xuống đường biểu tình vụ Floyd. Thứ hai, ông ta yêu cầu cải cách hệ thống tư pháp hình sự bất công và cải tổ toàn ngành cảnh sát. Cuối cùng, nhưng quan trọng nhất, ông ta nói rằng để có những thay đổi đích thực đó, hãy bỏ phiếu cho đảng dân chủ của ông trong các kỳ bầu cử tới. Obama nói như thế, nếu đảng ông trở lại cầm quyền, các ông sẽ có cách chấm dứt vấn đề sắc tộc. Chắc Obama đã quên mất nhiều vụ bạo động lớn bắt nguồn từ việc cảnh sát làm thiệt mạng người da đen dưới thời của ông làm tổng thống. Điển hình hai vụ Ferguson vào năm 2014, Baltimore năm 2015. Hồi đó, Obama gọi đốt phá hôi của bạo động là côn đồ và tội phạm. Nhưng nay khi tổng thống Trump cũng gọi dân bạo loạn là côn đồ, thì ông ta và đảng của ông ta chửi ông Trump khốn nạn. Dám thoá mạ người biểu tình hòa bình, quả thực. Ít thấy ai đạo đức giả hơn các ông buồn cười hơn nữa obama và joe biden đã có hai nhiệm kỳ để giải quyết những vấn đề mà ông ta đề cập trong bài viết nhưng họ không làm gì đơn giản cái gọi là phân biệt chủng tộc mang tính hệ thống mà họ dùng để kích động tình cảm của người dân đã không còn tồn tại trong xã hội mỹ ngày nay chỉ có các vụ riêng lẻ của cá nhân obama thừa hiểu lời kêu gọi thay đổi hệ thống chỉ là chiêu kiếm phiếu cử tri mà cứ mỗi 4 năm khi sắp tới kỳ bầu cử, phe cánh tả là mang ra xài. Bởi vậy đó là lý do mà đùng một phát. Obama bảo ông ta có một kế hoạch và nói hãy bầu cho Biden, người đã 50 năm làm chính trị gia và 8 năm làm phó tổng thống. Nhưng mọi thứ vẫn vũ như cẩn, tức là vẫn như cũ. Nếu đảng Dân Chủ chỉ muốn kiếm phiếu bầu, đó là chuyện chính trị. Nhưng điều họ đang làm là để kiếm phiếu, khiến xã hội Hoa Kỳ chia rẽ sâu sắc, đó là vô đạo đức. Cho tôi xin hai chữ bình yên. Hội Obama ra tranh cử tổng thống, slogan của ông ta là Change, we can believe it, nghĩa là chúng ta có thể tin vào sự thay đổi mà ông ta sẽ mang lại. Ông ta hứa sẽ thay đổi nước Mỹ trong nhiệm kỳ của mình sau 8 năm cầm quyền của Obama. Có gì đã thay đổi, thưa quý vị, có đó. Nhưng chỉ cái lùi, không thấy cái tiếng. Và đây là quan điểm của một người Mỹ gốc Phi về bài viết của obama hãy im mồm lại không phải cái gì cũng phân biệt chủng tộc những người như ông mới là nguyên nhân làm cho phân biệt chủng tộc tồn tại và phát triển chúng tôi không muốn trò thuyết giảng chỉ đáng hai xu của ông obama đã tạo ra chia rẽ giữa các cộng đồng của chúng tôi obama đã làm cho người da đen chúng tôi cảm thấy như họ bị áp lực và cần phải chiến đấu chống lại điều đó người da đen chúng tôi đã sống ổn hơn trước khi Obama lên cầm quyền. Và đây, xin quý vị hãy xem hình, các quan chức FBI xác nhận rằng Malia Obama, con gái lớn của cựu tổng thống Barack Obama, đã tham dự ít nhất 3 cuộc họp tại Baltimore của tổ chức Antifa, tổ chức mà tổng thống Trump gọi là khủng bố. FBI đang giữ một video cô ấy rời khỏi nơi họp hôm chủ nhật chưa hết, cô gái Trung Quốc này đã tuyên bố rằng cuộc bạo loạn này đã mang lại cho cổ hai túi LV cho gia đình trên mạng Weibo. Thật sự không biết nói gì và không thể tưởng tượng nổi. Và sau đây là âm mưu của cánh tạ. Cuộc bầu cử sắp tới của Tổng thống Trump không có đối thủ nên đảng Dân Chủ và truyền thông quầy tơi bời. Dĩ nhiên, họ cũng đưa những tin liên quan đến các cơ quan thăm dò là ông Biden dẫn đầu chứ ông Trump thắng chắc thì đâu còn hấp dẫn do không còn hấp dẫn nên truyền thông đâu còn ai theo dõi thì họ trơ mộm. bọn tài phiệt và tư bản là chủ nhân của truyền thông rất giàu và cũng rất mưu lược nên bày nhiều trò để câu độc giả khán giả để kiếm tiền. Thêm vào đó, họ làm giàu nhờ làm ăn với tàu cộng, cho nên hãng xưởng của họ vẫn chưa hoàn toàn rút khỏi tàu. Chừng nào họ hết lợi nhuận, thì họ sẽ phát động phong trào tẩy chay hàng tàu, và bây giờ thì truyền thông chưa có câu nào tẩy chay hàng tàu. Dân Mỹ bị trận đại dịch chính do tàu gây ra, nhưng không ít người Mỹ chưa nhận ra vì bị truyền thông giận dắt và tàu cộng gây hỏa mù. Hãy nhìn người Mỹ da màu nổi loạn đốt phá cướp giật như một xứ không có luật pháp thì rõ ràng là có bàn tay dơ bận ném đá dấu tay. Tại sao ông thị trưởng thành phố tặng mặt nạ cho người biểu tình? Và có tin ít nhất 13 nhân viên vận động tranh cử cho ông Biden. Đã quyên góp tài chính, đóng tiền thế chân giúp cho những người biểu tình ở thành phố Minneapolis, Minnesota ra khỏi tù, theo tin của hãng thông tấn Reuters. Và chuyện từ cung trăng đến bạo lực trên mặt đất. Trong bài xã luận mang tựa đề tạm dịch, nước Mỹ và mãi mãi, Led Echo nhận định Hoa Kỳ lại bước vào công cuộc chinh phục không gian, nhưng lại không thể bảo đảm được trật tự trên lãnh thổ của mình. Một thực tế giống một cách kỳ lạ với tình hình đầu thập niên 60. Việc phóng hỏa tiền của SpaceX hôm thứ Bảy vừa rồi khẳng định sự táo bạo và sức sống kỳ diệu của lãnh vực tư nhân Mỹ. Khi đưa hai phi hành gia lên trạm quỹ đạo với chi phí tối thiểu do NASA, công ty của tỷ phú Elon Musk, mà cách đây 15 năm chưa biết gì về họa tiện, đã cắt đứt mọi lệ thuộc vào các tàu con thoi Nga. Việc phóng phi thuyền đầu tiên kể từ 10 năm qua gieo hy vọng cho nước Mỹ quay lại với chị hằng từ nay đến năm 2024. Nhưng cuối tuần qua, những vụ nổi loạn ở Minneapolis và các tiểu bang khác đã thô bạo đưa chúng ta từ cung trăng xuống sự thật trần trụi trên mặt đất. Đó là vụ Floyd ở Minnesota bạo loạn có thể làm dân chủ thua về tình hình tại chỗ. Le Figaro trong bài phóng sự tại Minneapolis đang trong tình trạng giới nghiêm, cư dân tổ chức phòng vệ ghi nhận do cảnh sát bị quá tải, người dân đang phải làm mồi cho bạo lực và cướp bóc. Khi màn đêm buông xuống, đường phố không còn ai, tiếng rì rì từ cánh quạt trực thăng trên bầu trời góp thêm vào không khí ảm đạm. Trên đại lộ East Franklin, tất cả cửa kính tiệm buôn đều được che chắn chống đập phá, một số tiệm sơn lên dòng chữ như xin đừng phóng hỏa, có người sống ngay bên cạnh, hoặc ghi rõ chủ nhân là người da màu nhiều khu vườn cắm bảng Mạng sống của người da đen phải được tôn trọng, máy ATM trong một siêu thị bị phá hủy, một cửa hàng rượu bị lấy sạch, hàng hóa. Một tiệm giặt bị cướp ngay thanh thiên bạch nhật, tổng đài điện thoại của cảnh sát không còn trả lời, cư dân bèn tổ chức luân phiên canh gác ngày đêm có đến 90% người dân tại đây bầu cho dân chủ, nhưng nay họ giận dữ, tố cáo thống đốc và thị trường Minneapolis đều thuộc đảng dân chủ, đã thất bại trong việc bảo vệ dân, một người thổ lộ các cuộc biểu tình dù chính đáng để giúp cho các phần tử xấu gieo rắc hỗn loạn. Các vụ cướp bóc này có nguy cơ làm cho dân chủ bị thua trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe xin được hẹn gặp lại ở những video tiếp theo